Hello, hello cả nhà. Mừng năm đạo đẻ mọi người. Năm đạo đẻ. Hello cho một bạn đó xem. Ủa mày đã có xong rồi quá, cái bụng chật đét rồi. Ừ. Dạ 4 con thôi. Vừa là 5 con rồi, kỳ này có vẻ hơi lớn nha. Không. Gì? Cho em mượn đứa đầu ấy. Cho sợ đi. Trời ơi, mới đẻ mà nó mượn rồi. Đó, đứa này là đứa đầu nè. Đứa đầu tiên không phải. Con cái trắng kia, đó đúng rồi, đúng rồi, con kia kìa. Cái con trên á, đó, đó. Ừ, dính rồi. Trời dính gì dơ quá vậy. Nhau quá. Bụng sạch đét chắc xong rồi đó. Ừ. Chưa. Có hết rồi. Nè nè nè. Nó không chịu mẫu ơi. Mẫu, nó không chịu. Nó không chịu mẫu. Nè. Nè. Dạ gì mà ơi, có chừng nó còn đẻ nữa. Chắc hết rồi đó, hết rồi nó mới đi vậy á. Nhưng mà con nó còn nặng. Không, con nó cũng đi rồi. Cái bụng nó còn biết nè. Có khi là nó đẻ vậy là nó đẻ 4 đứa thôi. Con này mới ra nè, mày ướm cho nó đi. Hello cả nhà yêu thương. Mộng đỡ đẻ nè mọi người. Mộng lao cắt rúng. Cắt rúng với mộng. Trời ơi con đó nó đớn dữ vậy con ơi. Con này mới lọt ra nè. Đớn quá đớn rồi. Đớn nhiều quá. Chặt nữa anh ta. Mày liếm mấy con mới sanh ra nè. Ơ còn đứa nào không? Chắc hết rồi. Ai kìa? Ơi! Đang đẻ nữa giờ nè. Mấy con rồi? Được 4 con rồi. Hết rồi hả? Ai biết đâu, thường thường nó đẻ 5 con, không biết cái khi nào. Kỳ này nó đẻ hơi to, thì biết đâu nó đẻ vô, kỳ này đẻ 4 con không chị? Nồi canh giùm chị đi. Gút dưới điện màu đen á. Được 4 đứa rồi mọi người, đẻ được 4 đứa rồi mọi người. Bây giờ mọi người nhúc nhích, mọi người chóng mặt quá. Thế không làm đi coi chó con. Chó mới đẻ đi mượn con ta. Mượn chó con ta.